một cô em xin em phỏng đoán nói với tôi rằng em thích anh ạ, bởi vì anh cũng có nhiều suy nghĩ khác biệt, nó có lẽ như thế là thể chủ yếu cô độc. Tôi nghĩ là điều đó rất đúng. Lấy cô đấy không tôi? Chẳng hạn như tôi có tình cảm là những cái khoảng thời gian mà tôi sống anh không để một người nào đó thì chuyển rất ít cho cuộc đời. Và bây giờ tôi nghĩ là anh sẽ học bài một cái xin việc của bạn từ dân khỏi từ dân. Oh,
Thank you.